Ngày 21 tháng 3 vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mở buổi họp báo công bố dự án phim "Hào quang rực rỡ" The King nói về cuộc đời anh. Sự kiện này đã thu hút mạnh mẽ giới truyền thông cùng sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, nổi bật trong đó phải kể đến sự xuất hiện của cặp vợ chồng Hồ Ngọc Hà Kim Lý. Xuất hiện dàn sao đình đám Vbiz tại thảm đỏ của sự kiện như Trấn Thành, Hoa hậu Thùy Tiên, Đồng Nhi, BB Trần, Lâm Vị Dạ, Quyền Linh. Hào quang rực rỡ The King là dự án điện ảnh theo thể loại phim tiểu sử, kể về cuộc đời nhiều thăng trầm và hành trình 25 năm sự nghiệp ca hát của ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Vốn là người có bóc dáng gợi cảm, Hồ Ngọc Hà không e ngại